Rồi, lời tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em tục lên ra một clip gồm 15 càng câu nha anh em. 15 càng câu này là 15 càng câu carbon, hàng chia cho anh em đi lua. Thì sẽ có 7 cây bên đây á, sẽ là 7 cây hàng máy ngang và phần còn lại hàng máy đứng. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một trong clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất là tham khảo. Thì cây thứ nhất là một cây Wingrod. Thì cái này của hàng Thuỷ sản xuất nha mọi người. Đây, đó. Thì cái này dài 1m8, dài 1m8, thu gọn là 94 cm, nó tải mồi từ 3.5g đến 14g đó. Thì cái này tải dây từ 4 đến 16 lb đó mọi người. Thì cái này nó đọt là 2 ly 2 nha, đọt 2 ly 2, gốc là 8.5 ly. Đó, cái này nặng 101g, chất liệu là chất liệu carbon, hàng Korea sản xuất. Thì cái này full hợp nha, full hợp, nó có bao của nó luôn. Cái này là fan Fuji Bass Fuji nha anh em, cái này hàng chưa qua sử dụng, hàng trưng bày nha. Đây, bộ Fuji nó đóng chữ đây. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Đẹp, bộ Fuji, fan Fuji anh em. Ngoại hình đẹp để sạch sẽ nha anh em. Thì hàng chưa qua sử dụng nên còn rất là mới nha anh em. Thì cái màng cao su ở đây nó vẫn còn nè anh em. Đó, ni lông á. Thì bass là bass Fuji Japan. Thì cây này thì em có 3 cây, cây số 1 nè, cây số 2, cây số 3. Thì giá công khai mỗi cây là 650k một cây nha mọi người. Đó. Thì cây này độ cứng nó tương đương tầm khoảng L nha anh em, tầm khoảng L. Đó. Tầm khoảng L ML ha. Hàng máy ngang trên em lua. Đó, lua máy ngang, quân hợp nha anh em. Đều có bao hết, có bao có nó dẫn hết, cái này cùng thông số nha. Đó, cái số 1, 2, 3 thì giá công khai là 650k một cây. Tiếp theo sẽ là cây số 4 nha mọi người. Cây số 4 vẫn là một cây full hợp luôn. Cây số 4 full hợp nhưng mà fan nó là fan Ron. Đó. Thì cây này casting bass Ron. Đó. Ron. Thì cái này độ cứng nó sẽ là ML. Thì cây này dài cũng là 1m8 luôn. Đó. Thu gọn là 96 cm, hai khúc, nặng là 100g. Đọt là 1 ly 1.7, gốc là 90 95, thành phần carbon là 97%. Đó, hàng của Korea sản xuất. Thì cái này nó tải mồi từ 5 đến 21g, tải dây từ 6 đến 10 lb, độ cứng sẽ là ML. Hàng là full hợp nha anh em, full hợp có túi luôn. Thì cái này số dòng fan này dòng fan Fusigon. Đó. Cái này vẫn là một cái máy ngang nha mọi người, máy ngang. Máy ngang cán bằng. Cái này đẹp nè. Đó. Rất là đẹp nha anh em, hàng chưa qua sử dụng, chất liệu carbon sáng chìm. Đó. Hàng này hàng Korea sản xuất nha anh em, hàng Korea xuất Nhật. Độ cứng là ML. Chất liệu carbon sẵn nha anh em, bass Fuji tam hoàng luôn. Fan Fuji nè, Fuji Gold. Nè. Chất liệu carbon. Đây. Đẹp nha mọi người. Đó. Thì cây này giá công khai á, giá công khai cây này là 700k nha mọi người. Đó, cây số 4 giá công khai là 700k. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần của Bastop, cây này của hàng China xuất Nhật nha mọi người. Đó. Độ mới cây này cũng gần tầm khoảng 95% nha anh em, còn rất là mới luôn. Phần ni lông này nó chưa tháo luôn nè. Đó. Cái này chỉ việc là thiếu cái hộp thôi. Fan bass vẫn là fan bass Fuji nha mọi người. Fan Fuji đây. Fan rất là đẹp nha. Rất đẹp nha anh em. Bass đây, bass thẳng. Máy ngang nha mọi người. Đó. Tem xuất Nhật đầy đủ nha. Thì cái này dài là 1m8, nặng là 100g, đọt là 1 ly 9, tải mồi từ 3 đến 3.5g đến 14g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Cái này độ cứng là ghi ở đây là độ cứng ML anh em. Đó, độ cứng ML. Rồi, giá công khai cây số 5, giá công khai là 600k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người vẫn là một cây Hontech. Cây này của Korea xuất Nhật, hàng Suzumi. Đó. Thì ngoại hình cây này vẫn còn xuất sắc anh em, rất là mới luôn.
đa phần hàng lô này về rất là mới, độ độ xuất sắc cũng rất là ít nha mọi người. Đó đó, độ xuất sắc rất là ít nha. Đó. Cây này dài 1m8, độ cứng là M. Đó. Tải dây từ 6 từ 8 đến 16 lb. Tải dây từ 6 đến 18 lb, tải mồi từ 7 đến 17 g nha anh em. Cây này nặng là 120 g. Đó, đọt là 21. Độ cứng là M. Khá cứng lắm mọi người. Độ cứng mà độ cứng vừa. Đó, đánh lóc cũng rất là ok ha. Cây này lóc ok nha mọi người. Đó, lóc nha, thật là ok. Độ cứng M. Thì giá công khai cây số 6, giá công khai cây này là 600k luôn nha mọi người. Đó, hàng còn mới nha. Rất mới luôn, chưa chạy xước gì nhiều hết. Tiếp theo thế là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây ABG Pencil gì đó. Cây này hàng Korea xuất nhật mọi người. Fan là fan Fujigon anh em. Đó. Gòn thích nha. Cây này thì nó có xuất sắc anh em, đó, xuất sắc. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji, cán là cán bằng. Đó. Nguyên nhật phan Fuji nè, cực kỳ ngầu nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em, đây lấy sẵn đây. Đó, này mà thấy. Thì cây này dài 1m8, nặng là 110g, tải mồi từ 3.5g đến 17.5g. Đó. Thì cây này độ đọt là 1 ly 8, độ cứng là ML, độ cứng ML. Đó. Hàng này hàng mấy ngang nha mọi người. Đó. Rồi cây số 7 giá công khai là 600k nha. Đó. Điểm qua bên đây là lô máy đứng. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người, đúng không, cây số 8 em lên cho mọi người là một cây máy đứng. Cây này là một cây chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Hàng fan là fan hãng mọi người, chất liệu carbon, fan là fan hãng. Anh em có thấy carbon nguyên cây nha anh em. Hàng này hàng của China xuất nhật nha. Đó, hàng China xuất nhật. Đây, chất liệu carbon. Cái này giống của hiệu này, của giống của hàng Tika. À. Thì cây này em coi dài bao nhiêu. À, cây này dài 2m04 nha mọi người, dài 2m04. À, dài 2m04 thì cây này tải dây á thì từ 2 đến 5 lb, tải mồi mát là 10g. Dạng cây này giống như UL nha mọi người. Đó, độ cứng nó tương đương giống như là tương đương với UL rồi. Chất liệu là chất liệu carbon. Độ mới cái này nó ra tầm khoảng 95% anh em, hàng còn rất mới nha. Đó. Nè anh thấy. Thì anh em nào tập đánh UL á thì lấy mấy cái này đánh, mới tham gia môn lô á thì lấy mấy cái này đánh. Đánh mà không lên cá thì cũng không tiếc. Đó. À, giống như UL anh em, độ cứng nó như UL luôn, rất là dịu, fan thường. Fan hãng bắt hãng nha anh em, nó cán 3 khúc đời cao, hàng chất liệu carbon. Thì cái này nặng chỉ có 100g thôi, đọt là 0.8 ly. Đó, giá công khai là 450k nha anh em. Đó. Giá công khai là 450k. Độ cứng tương đương tầm khoảng UL L nha anh em. Đó. Đánh rất là cảm giác nha. Đó. Dài 2m04. Rồi, giá công khai cây số 8 giá công khai là 450k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây hàng của Tika. Lightest nhá. Cây này hàng của Trung Quốc xuất nhật cho mọi người. Đó. Thì hàng sau thì em nói vậy, cái này bắt hãng phan hãng luôn. Đó. Ngoại hình cũng còn rất là ok anh em, chất liệu là chất liệu carbon nha. Đó. Đây nè. Đó. chất liệu carbon. Thì cây này nó dài 1m8, độ cứng là ML. Dài 1m8, độ cứng là ML, nặng là 100g. Đó, tải mồi từ 1.75g đến 14g. Đọt là 1 ly 8. Đó. Và đánh rất cảm giác nha. Anh em về anh em lấy mấy cái này đánh câu tôm cũng được. Câu tôm, câu cá mè cũng rất là ok anh em. Chất liệu carbon. Tên nó đây. Đó, cán là cán 3 khúc đời cao. Thì cái này giá công khai là 450k nha mọi người. Đó, cái số 9 giá công khai là 450k luôn. Tiếp
Theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha King Spin. Đó, Alpha King Spin. Cây này hàng Korea xuất Nhật cho mọi người. Đó. Hàng Korea xuất Nhật. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95% nha anh em, còn rất mới luôn. Cán nó chưa bị nhơ luôn nè. Đó, anh em có thấy. Chất liệu carbon nè. Fan là fan Fuji đá xám. Bu là bu Fuji luôn. Đó. Đóng chữ bên đây. Thì cái này về cho anh em chiên lua cá lóc nha anh em, lua cá lóc, lua cá xong, câu tôm, câu he chi cũng rất là ok. Thì cái này là dài là 1 m, dài 1 m 68, đó, đọt là 1 ly 7, dài 1 m 68, đọt 1 ly 7. Nó tải mồi ra tầm khoảng 4 gram đến 21 gram nha anh em, tải dây từ 6 đến 14 lb, hàng Korea xuất Nhật. Độ cứng cái này độ cứng là M nha anh em, độ cứng là M, đọt 1 ly 7. Hàng cũng còn rất là mới anh em, đẹp đẽ sạch sẽ nha. Giá công khai cây số 10, giá công khai là 600k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người là một cây cần của C-Power 7.75F. Thì cái này dài là 2m25 nha anh em. 2m25. Fan bass là fan bass Fuji hết nha mọi người. Fan Fuji hết. Fuji đá xám. Anh em. Fan Fuji đá xám, bass là bass Fuji luôn. Thì cây này em đảm bảo với anh em 100% là cái này em lấy từ thị trường nội địa Nhật về, tem sức đầy đủ nha anh em. Đó. Thì chất liệu là chất liệu carbon đây anh em, hai carbon. Đó. Thì cái này em không có thấy thông số gì hết luôn nên em không có chém. Thì cái này độ nặng nó chỉ có 120 gram thôi, đọt là 1 ly 1, dài là 2 m 25, 22.5 m, ở 2 m 25, đúng rồi đó. Thì cây này giá công khai là 600k anh em. Độ cứng á, theo em đoán là độ cứng ra tầm gắn như UL anh em. Anh em để góc 90 độ mà nó cong hình chữ C nè. Độ cứng cây này khoảng UL nha anh em. Đó, anh em về lua UL rất là ok anh em. Fan là fan lua nha. Đó, thì nó không để thông số thì em cũng bó tay luôn. Rồi, giá cây số 11, giá công khai là 600k nha mọi người. Đó, độ cứng UL nha. Tương đương UL nha, chứ không có chắc chứ không. Đó, rất là nhúng anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người là một cây cần của Suzumi. Đó, một cây lua. Đó. Thì bát là bát inox, bát hãng nè, còn rất là mới nha anh em có thấy. Cán là cán bằng, cán này chưa được tháo bao ni lông luôn. Chất liệu là carbon sẵn nha anh em, dạng giống như hai da luôn rồi. Đó, nó đang hai lớp luôn. Đấy. Nè. Fan đề ba rất là bự nha anh em, fan đề ba này khoảng 30 á. Fuji 30 nè. Fan đề ba cực kỳ bự nha anh em, hàng còn rất là đẹp nha. Đó. Suzumi. Hàng rất là đẹp nha anh em. Thì cái này hàng Suzumi, dài 1 m, dài 1 m 8, độ cứng là cứng L nha anh em. Thì nó không có để thông số tải mồi nên em cũng bó tay. Đó, độ cứng M. Độ cứng L nha anh em, độ cứng L. Nó để sao thì em đọc vậy. Đó. Không có thông số tải mồi nên em giờ cũng bó tay luôn. Đó, fan đẹp, bát đẹp full. Chất liệu carbon cũng đẹp luôn mà không có thông số. Rồi. Cây này thì nặng chỉ có 80 gram thôi, đọt là 1 đi 8. Dài 1 m 8, độ cứng ẩm cứng L. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 600k nha anh em. Đó. Cây số 12, giá công khai là 600k. Đó, hàng đẹp nha anh em. Bát bu cũng. Fan đề ba cũng rất là đẹp nha anh em. Hàng này độ mới ra tầm khoảng 95% nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người là một cây cần nội địa nha anh em. Đó, by Osaka Fishing Tackle nè. Đó. Thì cái này là chất liệu vẫn là chất liệu carbon, dài 1 m 8. Hàng dạng như sẵn hai da nè, hai lớp luôn. Đó.
Em có thấy rất là đẹp nha anh em. Keo chỉ ok hết cho anh em, fan ok hết luôn. Đó, dạng này giống như chưa qua sử dụng luôn, dạng trưng bày. Thiếu chỉ thiếu cái hộp thôi. Bát là bát của Fuji nha anh em, bát Fuji Japan luôn. Cây này cây nội địa nha anh em, của Osaka. Osaka tên thành phố của bên Nhật. Fan vẫn là fan Fuji đề 30 nha anh em. Fan đẹp bự. Thì cái này nó vẫn không để thông số nên em cũng bó tay. Fan ok hết nha mọi người. Cái này chỉ đoán thôi. Thì cây này nặng là 105g, đọt là 1 đi 8, độ cứng ra tập khoảng ML, giá công khai là 650k nha anh em. 650k anh em về câu lô, lô lóc, lô nhái hơi anh em, rất là ok nha, rất là nhẹ luôn. Không thôi anh em lấy đánh tôm, đánh cá mè cũng rất là ok nha. Rồi, giá công khai cây số 13, giá công khai là 650k. Tiếp theo sẽ là hai cây cuối cùng, hai cây full hợp nguyên một cặp luôn, cây số 14 và cây số 15. Thì cây số 14 là cây số 15 là hai cây nha anh em, hai cây giống nhau luôn. Thì em chỉ đọc thông số một cây thôi nè, full hợp nha anh em. Thì cây này hàng của Gonfit, Gonfit thì hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, thì cây này dài 1m8, độ cứng là ML, action là ML. Đó, thì dài 1m8, độ cứng là ML, thu gọn là 95cm. Đó, đọt là 1 ly 7, góc là 94. Thì cái này nặng chỉ có 110g thôi, tải mồi từ 3 đến 15g, tải dây từ 4 đến 17 lb. Chất liệu là chất liệu carbon. Giá công khai là 650k luôn nha mọi người. Cây số 14 giá công khai là 650k. Đó nè. Anh em, hàng còn rất đẹp nha. Đó, hàng chưa qua sử dụng luôn, carbon sắn văn guốc luôn. Rất là đẹp anh em, hàng trưng bày. Bát là bát Fuji. Bát là bát Fuji. Đó. Thì cây này nó đi theo là có túi luôn nha anh em. Đó. Rồi, cây số 14 650k. Cây số 15 vẫn vậy luôn. Đó, chắc là được, chắc là carbon sẵn. Em thấy trong. Rồi, giá công khai cũng là 650k nha anh em. Rồi. Đó, tổng cộng 15 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào thì chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.